Yo, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem một cái gọi là một cái bí quyết để tạo nên những cái giống mít để chúng ta bán như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nha. Và đây được gọi là kỹ thuật ghép mít siêu sớm. Thì kỹ thuật này là của ông chú của mình làm. Và mình xin ổng quay lại cho các bạn xem. Và đường vào thì chúng ta có những cái cầu như thế này, đã lâu lắm mình không thấy những cái cầu này. Cái này là kêu là cầu khỉ đó, cầu nó bắt rất là trong trên này, các bạn nhát nhát đi không dám đi đâu. Xưa lúc mình còn nhỏ những cái cầu này, trời ơi mình đi là ghê lắm, không dám đi đâu. Nhìn ở trên các bạn đi giữa cầu nó gung ginh mà các bạn nhìn xuống đó, ôi nó cao chóng mặt luôn á. Đi hồi xưa là mình cái này là mình đi mình bò qua không chứ mình không có đi được, ghê lắm. Này những cái cầu này bạn thấy không đó, chỉ có một thanh như thế này thôi, chạy dài kia. Cái này nó còn đỡ, có một số cây là chỉ có một cây, cái này nó hai cây nó còn dễ đi đó, một thanh vịn thôi, rất là đơn giản. Dạ, con này tự mình làm luôn ha, không muốn tặng. Cái cây này là hột là mình tự dâm ha. Giờ mít này thấy không, hai ba chục ngàn cây, ba chục. Trồng cây này bự như vậy lâu không trời? Ngon quá. Mới thấy đó, ở bên bển mua trồng, ở đây trồng mít nhiều. Đây có mít bán nhiều không? Hôm nay lễ mà thấy có mấy dừa như ngăn, có dừa ăn. Cô đến miếng da vậy vô được hay. Này làm bán hay làm chồng vậy? Bán. Mấy người nước ngoài người ta phải coi mấy cái này. Quý biết làm gì không quý? Anh biết không? Không. Anh nói vậy. Tưởng nhà em. Vô rồi, hỏi đi vô. Dạ thôi được rồi, cảm ơn. Không. Cái này lên cây sẵn không? Ghép này khoảng bao lâu nó mới lên được vậy vậy không? Tháng mà lên. Cũng lẹ mà có mấy cái gốc này trồng lâu á. Ăn gửi đó. Còn mấy cái gốc này trồng mấy năm mới được vậy? Cái năm gửi có trái. Dạ.
Không có ý của nó, cái gốc bự này mình trồng ở ngoài mình bứng vô cái bọc mũ này hay sao? Ừ, ngoài đá mình bứng vô cái rồi mình trồng vô mũ này nè. Ừ. Cao nhiều à, mà cắt hết bớt. Giờ đi đâu cũng thấy ai trồng mít quá trời. Chứ mấy không. Mấy ông cậu cũng mới lên mấy công trồng. Nó mít có giá nè. Ừ. Trái gần 300 ngàn cậu. Trái gần 700-800. Có mất cả triệu bạc trái nữa. Ừ. Lúc mà 450 ngàn, 500 ngàn ký đó. Ừ. Trái 20 ký, 15 ký thấy triệu bạc thôi ghê rồi. Cái này làm để đây bán luôn ngon ha, khỏi đi ra ấy nha. Có vợ ai cũng trồng nào mèo. Ừ. Cái này người ta đặt nè. Đặt ngàn cây đó. Đặt ngàn cây. Tháng ra cũng lẹ quá ha. Cái này giống chiếc mai, con thấy cũng không có mấy người ghép mai 5 cánh, 7 cánh cũng ghép. Ừ, vậy. Cũng ghép vậy thôi. Lấy mai cái tược ghép cây nhỏ đó. Hờ. Cái này cũng vậy thôi. Không có trồng mít nhiều không? Không có trồng mít. Thôi sao trồng mít. Mấy công nè. Cái tàn mẹ rồi, phá làm lợi. Trồng lợi. Ừ, ăn mấy năm nay quá trời rồi. Trồng cũng lẹ. Nó năm rưỡi à. Có đất trồng thấy tốt. Năm năm rưỡi là có thu hoạch rồi đó. Chứ năm cũng được, năm mà để nó khi cây. Cây nhỏ.